Quý bạn thân mến, hôm nay mình xin phép giới thiệu cùng quý bạn những nốt ruồi trên mặt có tính cách và vận mệnh của những nốt ruồi này như thế nào. Trước tiên, mình xin giới thiệu về những nốt ruồi trên vầng trán. Nốt ruồi thì đa số hầu như ai cũng có sở hữu nốt ruồi hết, nhưng mà nốt ruồi phải đúng vị trí nó mới có ý nghĩa. Còn nhiều khi có thật là nhiều nốt ruồi nhưng không đúng vị trí thì nốt ruồi đó coi như không có ý nghĩa. Và trước tiên mình giới thiệu cùng quý bạn đó là nó có hai loại, tạm cho là ý nghĩa là nốt ruồi sống và nốt ruồi chết đi. Chết không phải là bản thân mình chết mà là nốt ruồi chết. Nốt ruồi sống là cái màu của nốt ruồi nó bóng sáng, ví dụ nốt ruồi đen hoặc nốt ruồi đỏ. Nốt ruồi đen thì cái nốt ruồi nó là có cái màu đen bóng, còn nốt ruồi đỏ thì nó thật là đỏ sáng, đỏ đậm rực, đỏ rực rất là đẹp. Còn cái những cái nốt ruồi mà nó có màu sậm, màu nhạt, rồi nó có giống như là có cái giống như khô cằn, những cái màu mà như cái lá úa, những cái lá mà cái lá cây hoặc là cái cành cây mà nó sắp mục, nó những cái màu y như vậy. Và trên mặt nốt ruồi nó không có bóng mà nó có giống như nó khô cằn, thì đó là gọi là nốt ruồi chết. Thì những nốt ruồi đó nó rất là xui xẻo luôn, nó hả, nó có tác dụng là ý nghĩa là nó phản lại những cái ý nghĩa. Ví dụ như nốt ruồi may mắn thì những cái nốt ruồi đó nó sẽ ngược lại là nó không may mắn chẳng hạn. Thành ra quý bạn phải xem kỹ cái nốt ruồi của mình và xem cái màu sắc và cái độ bóng của nốt ruồi để biết nốt ruồi đó sở hữu nốt ruồi may mắn hay là nó có ý nghĩa ngược lại của cái sự may mắn đó. Cái điểm mà nốt ruồi trên trán mình muốn giới thiệu cùng quý bạn, cái điểm gần chân tóc, ngay chính giữa trán luôn, từ cái sống mũi đi lên ngay chính giữa trán luôn. Nhưng mà cái nốt ruồi này á, nó ở vẫn còn ở phía ngoài bên ngoài trán, nhưng mà nó gần chân tóc. Thì cái nốt ruồi này á, quý bạn có thể nhận được cái sự giúp đỡ từ những người xung quanh để đạt được cái mục tiêu và ước mơ của quý bạn. Nếu mà quý bạn gặp bất kỳ rắc rối hoặc là vấn đề nào đi nữa thì dường như là sẽ có một cái sự giải quyết về một cách dễ dàng luôn, nhờ vào cái vận may của cái nốt ruồi ngay cái chí mí cái phần tóc con, phần tóc mai của mình. Khi mà quý bạn mà không có đủ nhân lực trong công ty hay là khi mà thiếu hụt tiền bạc trong gia đình chẳng hạn thì cũng có thể là nhận được sự giúp đỡ của quý nhân. Thì đây là cái nốt ruồi được quý nhân giúp đỡ những lúc khó khăn, nhưng mà đây là cái nốt ruồi mà nói lên cái trung chiên. Quý bạn, đây là những người mà lớn lên trong những cái gia đình không được may mắn. Ở cái tuổi thơ của quý bạn rất là cơ cực, có rất là nhiều khó khăn trong mối quan hệ cha mẹ con cái. Chẳng hạn như quý bạn là con của cha, con riêng của cha hoặc con của mẹ, con dòng trước dòng sau chẳng hạn. Thì những cái nốt ruồi này là quý bạn là một người kiên nhẫn để mà vượt qua hoàn cảnh khó khăn, cũng là người mà được thần hộ mệnh che chở. Và quý bạn chính là người có trực giác về tâm linh. Đây là cũng là phần nốt ruồi nói về tâm linh. Nhưng mà nếu mà nốt ruồi mà bị mà mờ nhạt, nó không có bóng hoặc là nó sần sùi này kia nọ thì đó là cái nốt ruồi không có hiệu quả. Thì cái trong cái giai đoạn mà nốt ruồi nó không có cái màu bóng sáng thì quý bạn giàu có gặp trở ngại rắc rối gì cũng không có được vị thần phù hộ che chở. Ngược lại quý bạn còn gặp tai họa bất ngờ, rắc rối xui xẻo đủ thứ hết, tùy theo cái độ sáng bóng của nút ruồi. Nếu mà nút ruồi mà không còn sáng bóng nữa, sần sùi thì quý bạn sẽ chịu ảnh hưởng ngược lại. Cho nên quý bạn hãy xem xét kỹ cái nút ruồi của mình, cái màu sắc cái nút ruồi rất là quan trọng. Bởi vậy nhiều khi quý bạn cũng đồng sở hữu một vị trí trúng ngay cái vị trí may mắn luôn, nhưng mà cái nốt ruồi, cái màu sáng của nốt ruồi của quý bạn nó đổi khác thì quý bạn sẽ cũng không được hưởng. Tiếp theo, cái nốt ruồi cũng là quý bạn canh ngay cái sống mũi đi thẳng lên ngay cái chân tóc ngay chính giữa nốt ruồi mình mới vừa nói xong, thì ngay cái điểm này, hai cái điểm kế bên ngay chính giữa cái nốt ruồi ngay sống mũi đây, thì nếu mà quý bạn có cái nốt ruồi ngay cái điểm này thì đây là
được thần Phật và tổ tiên che chở. Ngay cả khi gặp tai nạn nghiêm trọng thì quý bạn cũng có nhiều khả năng được cứu sống một cách bất ngờ luôn. Đó là một cái cách mà thần kỳ mà quý bạn không nghĩ ra tại sao mà mình may mắn như vậy. Đó là nhờ thần Phật tiên che chở. Nếu là người mà có đức tin á, quý bạn như tin vào Chúa, tin vào trời Phật và tin vào đó là một cái sự che chở, thì quý bạn sẽ được cái sự nhiệm màu và càng được che chở nhiều hơn nhờ vào cái đức tin của quý bạn nữa. Nếu mà cái màu sắc mà bóng á, thì sẽ được đẩy đi những cái xui xẻo nữa nha. Nhờ cái vào cái nốt ruồi này mà những cái dấu hiệu xui xẻo hay những cái chuyện gì mà không may sẽ xảy đến với bạn thì sẽ được giảm dần hoặc là tan biến đi. Bởi vì nốt ruồi này được cái sự mà thần Phật che chở cho quý bạn. Như vậy là an tâm ha, nếu mà có nốt ruồi này. Nhưng mà nếu mà nốt ruồi này nó ngược lại á, mà cái màu sắc không được sáng á, thì ý nghĩa nó sẽ ngược lại nha quý bạn. Tiếp theo là từ đây là ngay chính giữa, từ cái là sống mũi này lên, thẳng lên, hồi nãy mình nói ngay cái chân tóc, ngay điểm chính giữa luôn, thì từ đây thẳng xuống, chưa chưa có phải là ngay giữa trán nha quý bạn, chạy xuống một chút xíu thôi. Cái nốt ruồi này nó ngộ lắm, xê dịch vị trí, quý bạn hãy định vị cho chính xác. Còn nếu mà xê dịch chút xíu ý nghĩa nó lại khác, là ngộ vậy. Thành ra từ sống mũi đi thẳng lên tới chân tóc, từ chân tóc lùi xuống một tí xíu, chưa có ngay giữa trán, tí xíu nữa mình sẽ có cái nốt ruồi ngay giữa trán. Bây giờ mình mới lùi về tí xíu thôi, vẫn còn ngay cái đường sống mũi. Thì cái nốt ruồi này nói lên từ nhỏ quý bạn đã gặp rất là nhiều khó khăn trong cái việc giao tiếp, nói cái cách nói chuyện của quý bạn có một cái mối quan hệ đặc biệt là rất là xấu với ba mẹ của mình, rất là tồi tệ, không có quan hệ ba mẹ cha con mẹ con, nó không có được hòa thuận, không được tốt và không có được tình yêu thương giữa cha mẹ và con nhiều lắm. Nhưng mà quý bạn là người đã rèn luyện cái tính kiên nhẫn từ nhỏ rồi, cho nên lớn lên quý bạn có một cái tài sản phát triển rất là ổn định nhờ vào cái sự kiên nhẫn, quý bạn cố gắng làm ăn cho, và nhờ vào cái nốt ruồi này may mắn mà quý bạn được có một cái tài sản hơi khá khá, rất là ổn định cho cuộc sống. Mặc dù là người thành công sau rất nhiều khó khăn, trải qua đó quá trình từ cái tình thương ba mẹ không được nhiều và khó khăn lúc tuổi thơ, nhưng mà cái chỗ đó mà đẩy đưa quý bạn đến cái quý bạn có một cái tâm nó giống như là nó hơi bị lạnh đối với gọi là bậc trưởng thượng, hoặc là những người lớn tuổi hơn mình, hoặc là cái lớn hơn, người lớn hơn mình, ngoài cha mẹ của quý bạn ra còn người lớn hơn, giống như là ở trong công ty thì sếp mình, giám đốc mình, hay là anh chị em, ông bà cô bác gì, quý bạn cũng có cái vẻ mà nó hơi không có phân biệt thứ bậc cho lắm. Quý bạn không có tôn trọng người lớn. Chỉ cần quý bạn thay đổi được cái tính này thì cái số mệnh của nút ruồi quý bạn sẽ thay đổi nhiều hơn và quý bạn sẽ được hưởng sự may mắn nhiều hơn. Tiếp theo là cái nốt ruồi từ cái sống mũi, điểm giữa của sống mũi này chạy thẳng lên nằm ở chính giữa dần trán luôn. Cái điểm này mới đúng là cái điểm ngay giữa luôn. Thì nốt ruồi ở chính giữa dần trán á, là người có cái cá tính khá mạnh mẽ luôn. Nhưng mà người này nó cũng đặc biệt, có cái tướng mạo cũng cũng hơi khác với người thường. Là cái tướng mạo nó là cũng khác về mặt tốt chứ không phải khác về mặt xấu. Cái tướng những người này thì sở hữu những cái tướng là khá tốt. Người mà có nốt ruồi ngay giữa trán này thì là người thích một cái môi trường mà tràn đầy sức sống và đầy sự thay đổi luôn. Người ta thích thay đổi hơn là không có thích sống cuộc sống ổn định. Ví dụ như sống một chỗ mấy chục năm, sinh ra ở ngôi nhà đó là sống ngôi nhà đó 50 năm sau là không có. Họ rất là thích thay đổi từ cái nơi ăn chốn ở cho tới thay đổi cái màu sắc. Họ thích những cái màu mà sắc mà bóng đẹp, sống động sôi nổi, màu tươi,
đó là cái những cái cá tính và những cái ưu điểm của họ là được cái cấp trên yêu quý. Ai sở hữu cái nút ruồi mà ngay chính giữa và trái luôn á, thì làm trong công ty là được giám đốc là hay là những người mà cấp trên rất là thương yêu. Còn cái nếu mà cái màu sắc cái nốt ruồi này nó không được tốt á, thì quý bạn sẽ được sẽ nhận lại những cái sự mà nó phản hồi ngược lại. Ví dụ như sẽ có một cái cuộc cãi giả gì rất là mãnh liệt từ bản thân mình với người khác, và đó là sẽ gây một cái thảm họa mà dẫn đến những cái rắc rối mà không có đáng trong các mối quan hệ của quý bạn. Và tiếp theo là cái nốt ruồi ở giữa trán này á, thì là người thường sống ở nơi làm việc nhiều hơn ở nhà. Bởi vì vậy cho nên sự ảnh hưởng đó có thể là người mà kết hôn muộn, hoặc là người có một lần dang dở rồi lại tái hôn. Đây là một người siêng năng, rất là siêng năng làm việc. Cái nốt ruồi tiếp theo là đây là cái điểm giữa phần trán. Đây là cái sống mũi chà thẳng lên chân tóc, và ngay cái điểm giữa đây là cái nốt ruồi ngay điểm giữa. Tính từ điểm giữa này xịt qua bên chút xíu, nếu mà xịt qua bên phải, đây là điểm giữa, xịt qua bên phải là điểm này, xịt qua bên phải thì được gọi là cái góc mặt trăng. Ngay cái hai điểm này, bên đây là mặt trăng, bên đây là cái điểm mặt trời, đây là ngay chính giữa, đây là phần ngay cái giữa trán, thì bên đây là mặt trăng và bên đây là mặt trời. Thì cái phần ở bên mặt trăng này xê xích qua chút xíu là ngay điểm giữa, chích qua chút xíu thôi. Đó là được quý bạn có cái tài lộc và may mắn rất là nhiều trong công việc, và không bao giờ mà gặp rắc rối về tiền bạc đâu. Tại vì làm việc thuận lợi thì quý bạn có cái cuộc sống nó trôi chảy suôn sẻ, ít có hay thiếu hụt về tiền bạc. Cái thu nhập của quý bạn thì càng ngày càng tăng lên, càng lớn tuổi thì cái thu nhập nó càng tăng lên chứ. Bởi vậy không có chỉ thiếu hụt về tiền bạc là vậy đó. Thì có thể là phát huy cái sức mạnh của mình và cái vận may của bạn, thì cộng lại có thể là quý bạn sẽ nhận được một số tiền lớn bất ngờ với cái vận may của nút ruồi này. Nhưng mà có một điểm xấu nhỏ xíu thôi, đó là có thể là có cái cãi giả gì với ba mẹ. Còn nếu mà cái nút ruồi mà cái màu sắc nó hơi xấu một tí thì có cái chuyện mà cãi giả với ba mẹ nó hơi nhiều hơn, lớn sự hơn một tí xíu á, thì cái giận hờn nó lâu hơn. Đó là tùy theo cái màu sắc của nốt ruồi của quý bạn. Đây là cái nốt ruồi mà dẫn đến thành công về tiền bạc của quý bạn. Chỉ có điểm yếu là đối với mẹ thì tại vì ở bên đây là phần mẹ nha, bên đây là phần ba nha, mặt trăng mặt trời. Và cái nốt ruồi bên mẹ xong rồi nốt ruồi tới bên ba nha, đây là nốt ruồi mà thì cũng từ cái điểm giữa nút ruồi ngay chính giữa trán lệch, thì gia tăng may mắn trong tình yêu và hôn nhân. Quý bạn thấy không, vị trí của nút ruồi chỉ xịt cái chút xíu, thành ra mình phải coi và mình phải định vị cho nó kỹ. Bởi vì đôi khi mình nói chậm và nói lặp đi lặp lại cho quý bạn để bạn định vị cho nó chính xác hơn. Từ ngay chính giữa xê chút xíu qua bên đây thôi nha, thì chích bên đây thôi là đây là nó khác với cái điểm bên mình tay trái tay phải. Hai nút ruồi này là ý nghĩa nó khác hẳn nha. Nó thì bên tay tay trái thì nó nói về vấn đề hôn nhân và tình yêu, và có vẻ như bạn có thể một cuộc gặp gỡ định mệnh luôn, và cuộc gặp gỡ đó dẫn đến bạn sẽ thành công được kết hôn. Và cái người mà gặp định mệnh này trong cái sự tình cờ, khi mà quý bạn có cái nút ruồi ngay đây, thì cái tình cờ gặp được một cái người mà trong đầu quý bạn đã hình dung. Ví dụ như mình muốn cưới một cái người vợ hiền, người vợ vùng quê, thì mình sẽ gặp cái người vợ ở vùng quê. Mình muốn cưới người vợ ở Sài Gòn, ở thành thị, thì mình sẽ gặp được ngay người vợ ở thành thị. Đó là mình kết hôn được gặp được cái người như lòng mình mơ ước. Tuy nhiên có một cái số khó khăn trong công việc gặp gỡ định mệnh này là cái gặp là cái gặp, cái thành là cũng có thành rồi, mà gặp là cũng thành công luôn chứ không phải là cưới được luôn á. Nhưng mà nó cũng xảy ra những cái chuyện nó cũng hơi khó khăn, từ cái bước đường mà cưới được vợ cho đến mà hai người chung sống với nhau, nó cũng trải qua
có nhiều việc rất là rắc rối khó khăn. Tại vì nút ruồi này nó chỉ nói lên cái định mệnh hai người gặp gỡ thôi, còn cái khó khăn đó là trong cuộc sống nó sẽ xảy ra. Và cái nốt ruồi này cũng nói lên quý bạn cũng hơi nóng tánh nha, đôi khi có cái tánh thô bạo, nhưng mà đặc biệt cái tánh nóng của quý bạn với cái tánh thô bạo là thô bạo với người ngoài, người khác, nhưng mà với người yêu của quý bạn thì quý bạn không bao giờ thô bạo với người yêu của mình. Nốt ruồi này nó có cái điểm tốt ở chỗ đó. Điểm tốt nữa là quý bạn cái người mà gặp định mệnh này thì quý bạn sẽ sống với người ta trọn đời luôn, không có cái chuyện mà quý bạn ngoại tình hay là ly hôn gì hết, sống với nhau tới già luôn. Nhưng mà bởi vì khắc cha bên khắc mẹ, cho nên bên đây là bên khắc cha, cho nên cái mối quan hệ với người cha nó hơi hơi nhạt nhạt chút ha, nó hơi yếu, hơi nhạt, có đôi khi cãi giả hay là bất đồng ý kiến nữa chẳng hạn đối với người cha của mình. Đó là tại cái nút ruồi đó giống như là cái định mệnh của cuộc đời mình rồi. Đôi khi mình cũng biết được cái số phận, cái định mệnh của mình, mà những cái gì mình hơi dễ mình có thể sửa được thì mình sẽ cố gắng mình chỉnh sửa. Ví dụ mình biết là mình bất đồng ý kiến với cha mẹ thì mình sẽ cố gắng mình chỉnh sửa để cho được tốt hơn. Tiếp theo là cái vị trí của nút ruồi này á, thì quý bạn phải là tính ngay điểm giữa trán. Ngay cái điểm giữa trán, mà điểm giữa trán thì quý bạn phải canh ngay từ cái sống mũi lên. Thì từ cái điểm giữa trán á, nó chạy ra đây là tới chân tóc, nút ruồi nằm hai bên chân tóc ngay điểm giữa trán, đó là cái vị trí chính xác nhất. Thì cái nút ruồi này gọi là trên cùng một đường thẳng của góc mặt trăng giữa góc mặt trời. Hồi nãy thì mình cũng nói với quý bạn đây là góc mặt trăng mặt trời là bên cha bên mẹ, và cũng trên một cái đường thẳng đó, trên một đường thẳng đó thì chạy thẳng ra. Nhưng mà cái nốt ruồi này thì nói lên là quý bạn sẽ gặp nhiều cái xui xẻo khi rời ra xa quê hương, đi đến những cái nơi xa. Ngay cả khi đi du lịch, quý bạn cũng không có được tốt lắm nữa, sẽ gặp những cái chuyện rắc rối, giống như là kẹt tàu, kẹt xe, bị trộm, bị cướp, bị đau, bệnh chẳng hạn. Nó gặp đủ thứ chuyện hết là hả, trên đường rớt giấy tờ hay gì, thí dụ vậy thôi. Cho nên khi mà đi xa hãy cẩn thận, bởi vì cái nút ruồi này á, nó ảnh hưởng tới cái việc đi xa. Bất cứ đi xa đi đâu cũng vậy, đi càng xa thì càng nguy hiểm hơn. Khi quý bạn không đi ra nước ngoài làm việc thì cũng không được, mà đi du lịch, thậm chí đi du lịch là đi ra khỏi cái nơi mà chôn nhau cắt rốn mình á, càng đi xa mình càng gặp nhiều rắc rối. Mà mình ở tại cái nơi đó mình làm ăn thì rất là thuận lợi, không có chuyện gì xảy ra hết. Thành ra nếu mà biết được mình có sở hữu cái nút ruồi như vậy thì mình nên ở tại chỗ, mình bớt đi du lịch và mình ở tại nơi mà chôn nhau cắt rốn để mà mình lập nghiệp thì cái khả năng suôn sẻ nó cao hơn. Nếu mà cái nút ruồi này, hai nút ruồi hai bên này có vẻ như là nhìn thấy nó khô cằn, màu sắc nó thay đổi, nó ra màu nhạt, màu xám, hoặc là nhìn nó giống như một cái lá cây khô, thì lúc đó thì quý bạn nó sẽ tình trạng nó xấu, còn xấu hơn nữa. Nếu mà thấy như vậy thì càng không nên đi xa nữa. Nếu mà đi xa thì quý bạn sẽ bị tai họa mà giáng xuống cái nơi hẻo lánh, cái đó của quý bạn còn khổ hơn nữa. Thì nói chung là nếu mà đã có một ruồi mà ngay và chính xác ngay vị trí luôn, ngay chính giữa này thì thẳng ra ngay điểm chân tóc này thì không nên đi xa, không nên đi đâu nhiều. Ngoài cái công việc nào mà cần thiết rồi mà cũng y như cái vị trí đó nhưng mà nó khác có chút xíu nè. Quý bạn thấy không? Cái nốt ruồi mình không định vị trí á, nhiều khi á mình phán đoán nó bị sai lầm đó, mình phải định vị chính xác. Mà định vị chính xác thì quý bạn phải lấy cái điểm á, thì mới định mới chính xác. Ví dụ điểm giữa phải từ cái sống mũi đi lên, rồi từ giữa trán, từ trên chân tóc rồi xuống tới ngay cái điểm mà ấn đường đây thì chia ra làm hai, đây là chính giữa, thí dụ là vậy. Thì hồi nãy mà từ cái điểm giữa mà chạy ra hai cái nút ruồi hai bên đây, đó là không được đi xa. Thì cái từ điểm này xịt y chang vậy luôn mà sụt xuống chút xíu, xuống một tí thôi nha, không có xuống nhiều nha, xuống một tí thôi, đó là nó khác rồi đó quý bạn ơi. Nó y vị trí luôn mà xuống một tí thôi á, thì khá may mắn do những cái thay đổi của môi trường xung quanh. Thay đổi môi trường xung quanh là quý bạn càng thay đổi môi trường xung quanh càng may mắn. Ví dụ như là
chuyển nhà rồi hả, đổi việc, đổi chỗ làm, ví dụ vậy. Ở trong một môi trường ổn định và không thay đổi thì có thể dễ dẫn đến kém may mắn, mà càng thay đổi thì càng may mắn. Nó di chuyển từ nơi này đến nơi khác và thì dẫn đến với bạn rất là hạnh phúc. Và di chuyển hoặc là đi du lịch thì cũng có tăng vận may, hoặc là đi nước ngoài làm việc thì rất là thành công. Quý bạn thấy không, cái nốt ruồi thôi mà cái vị trí nó xê dịch nhau, không có bằng một cái lóng tay đâu, nó cỡ này thôi đó, cỡ này thôi, chút xíu gì thôi là những ý nghĩa nó ngược lại. Cái nốt ruồi mà ngay chính giữa đây á, thì quý bạn không được di chuyển, không được đi. Nếu mà di chuyển hay đi gì á, thì quý bạn sẽ không có được may mắn, mà gặp rất nhiều rồi rắc rối. Nhưng mà nó xịt xuống chút xíu, nó cũng ngay y chang như xịt xuống chút xíu, thì quý bạn càng đi càng tốt đó hả, càng đi xa càng lập nghiệp thành công, dễ coi bị sai là vậy đó. Mà những người mà có nốt ruồi mà xịt chút xíu đi đây thôi á, nó xịt xuống phía bàn tay này chút xíu thôi, chứ không có không chưa ngay bàn tay nha, thì được lòng người khác giới và giỏi trong cái chuyện tình cảm, nói chuyện ngọt ngào, làm cho cái người đối phương, cái người tình của mình rất là hài lòng. Và còn được, nếu mà được cái nốt ruồi son á thì đó còn tốt hơn nữa. Thì những người này có thể là đạt được cái thành công lớn hơn ở nước ngoài. Và nếu mà nốt ruồi á ngược lại, nó cũng giống như cái nốt ruồi phía trên này, nếu nốt ruồi nó sần sùi á thì nó sẽ gặp những cái hiểm họa, những tai họa trên đường du lịch, hoặc là mình đi xa làm việc. Cái nốt ruồi này là quá tốt cho cái việc mà quý bạn khởi nghiệp, như tha phương lập nghiệp á, thì cái nốt ruồi này dẫn đến rất là thành công. Quý bạn thấy không, cái nốt ruồi, cái vị trí nốt ruồi nó rất là quan trọng luôn. Quý bạn nhớ định vị cho nó chính xác thì quý bạn sẽ xem ra được cái tướng mệnh, cái số mệnh của mình ngay. Nếu mình định vị sai á, thì mình nói tại sao tôi cũng có nốt ruồi đó mà tôi không có được may mắn, không giàu có, hoặc là tôi cũng có nốt ruồi ngay đó mà tại sao mà tôi này kia nào gặp đủ chuyện hết hay gì đó, rắc rối gì đó. Nó thành ra cái định vị với cái màu sắc của nốt ruồi nó rất quan trọng cho cái việc mà mình xem ra được cái tính tình hoặc là cái vận mệnh của bản thân mình. Video của mình đến đây xin tạm dừng, và mình sẽ video tiếp theo là cái cũng là nốt ruồi nhưng mà với phần chân mày, với phần mắt, mũi và nốt ruồi từ miệng xuống càm. Mời quý bạn xem tiếp video tiếp theo của mình nha. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại. Cảm ơn tất cả quý bạn.